anh Bạch ơi, anh là người có kinh nghiệm rồi, anh nhìn là anh biết ngứa cửa đúng không, chứ em thì em nhìn không ra. Nhưng mà thôi anh cứ về một Việt Nam một chuyến đi đúng không, cái gì cái đúng Ok anh. Chào anh, chào mừng. Ok, chào đã. Sau này giờ em mới vào, em mới về tắm rửa. Hôm nay em ngồi cầm ngồi ngoài máy tính, không để ý cái đồng hồ này. Cái đồng hồ nó chết cục pin rồi đâu, À tới dạ. giờ đâu. Cái đồng hồ nó chết pin nữa. Nó có đứng tại một 7 À giờ tối dạ, hoài đúng à. rồi, họ ghét anh. Họ ghét, họ mới cho F16 về cho mày lái, cho mày biết thế nào là lễ độ ha. Nhưng mà cái mà em cũng hơi suy nghĩ chút xíu anh. Họ họ cho F16, nhưng mà những cái tên lửa Việt Nam của mình thì chắc đâu có phù hợp để lắp vào cái F16 được đúng không anh? Thì khả năng mình cũng phải là mua tên lửa để mình gắn vào nó đúng không? Cái đó cũng là một cái vấn đề đúng không? Giống như là mua con trâu nổi nhưng mà mua cái lưỡi cài là mua không nổi đúng không anh? À, cái này cũng là vấn đề mình suy nghĩ nè. À, chứ không phải em nói là ông bà mình có cái câu mà nói là của biếu là của lo, của cho là của nợ. À, cái này không biết chắc có lẽ áp dụng vào cái này được ha anh Dennis. Chào chị Hải Yến. Theo Đúng em không? nghĩ À, thì chào Đạt cái sao? vấn đề mà Mỹ thì đầu tiên nó tặng tàu đúng không, nó tặng tàu Ừ. Hamilton, và Đúng sau rồi. đó mình hoán cải chuyển qua làm cho cảnh sát biển. Thì cái đầu tiên, cái mặt đầu tiên mình phải nói về mặt tích cực cái đã đó. Cái À, mặt đúng tích rồi, cực đúng rồi. thì theo em nghĩ thì đầu tiên chúng ta, người ta nói rồi, cho sao không nhận, người ta cho mà cứ nhận cái đã đúng không, đúng không? Thứ nhất, theo em nghĩ mình không nhận là đầu tiên mình phụ lòng người ta rồi đó đúng không Đúng đó. Nhưng mà đầu tiên á, tất rồi. nhiên là trong cái quá trình nhận cái con tàu đó thì nhiên là Bộ Quốc phòng cũng như chính phủ, người ta cũng trước khi người ta nhận, người ta đã bàn bạc rất là kỹ nên nhận hay không nên nhận. Cái này mình quay lại truyền lại lịch sử một tí, khi Trung Quốc viện trợ cho mình những cái xe gọi là xe tải để vận chuyển hàng cho chiến trường miền Nam, Ừ. đầu tiên chúng ta nhận, nhưng mà Trung Quốc đưa ra một cái yêu cầu là phải lính lái xe là phải là người Trung Quốc đúng không? Chào bạn, chào anh Tư. Thì lính lái xe là người Trung Quốc, nhưng sau đó chúng ta lại từ chối. Cái khác nhau đó là vậy, tức là đầu tiên cái vấn đề này thì đầu mặt tích cực là mình đã có tàu, và các tướng lĩnh trong Bộ Quốc phòng hoặc là cảnh sát biển người ta cũng nói đây Em là cái tàu lớn nhất cho lực lượng cảnh sát biển. Thì đầu tiên là chúng ta có tàu to đã, chúng ta có thể để nó đối địch với một cái thế lực nào đó đó. Về cái mặt nó gọi là tiêu cực thì không đúng, nhưng cái mặt này nó cũng có một cái mặt xấu. Thật ra theo bản thân em nghĩ là người Mỹ muốn Việt Nam mình chuyển hướng sử dụng vũ khí không nhập vũ, tức là nó không nhập vũ khí của Nga. À, cái mục tiêu đầu tiên là người Mỹ và vậy, và nếu mà người Mỹ nó thành công trong những cái vấn đề, người ta cho những cái đầu đó để cho Việt Nam mình sử dụng và thấy tốt, đặt mua sẽ chuyển dần. Lúc đây hiện tại giờ thì quân đội mình là 80% vũ khí là thuộc Nga, phụ thuộc Nga, tức là phụ thuộc vào đúng vũ rồi, khí thuộc Nga. phụ thuộc vào vũ khí của Nga Nga đó mặt. Nhưng mà lúc đó là không chắc phụ. chắn là người Mỹ nó muốn tranh phần về vấn đề cái thị phần vũ khí của thị phần vũ khí của trong thị trường Việt Nam. Thì theo em nghĩ thì Mỹ nó muốn khuấy động cái vùng biển Biển Đông nó thật nóng, nó muốn cái nồi súp nó thật là nóng và thật là sôi. Cái mục tiêu của nó sẽ muốn cho mình để thử những cái máy bay đó hoặc là thử những cái tàu chiến đó. Đó. Thì để mình sẽ có những cái suy xét. Tất nhiên là mình bản thân việc cũng bên mình cũng đang có chiều hướng là không muốn phụ thuộc vũ khí hoặc là phụ thuộc công nghệ của một nước nào, đó là điều điều tốt đó. Nhưng mà anh thấy những cái thời gian gần đây thì thằng Mỹ nó rất là quan tâm đến cái khu vực này,
Nhiều người, có rất là nhiều người thì hy vọng vào vấn đề là Mỹ nó sẽ hỗ trợ Việt Nam về vũ khí. Đối với những cái ba que thì là thì kêu là Việt Nam bắt đầu là trải qua là ôm mình sửa mẹ, ôm mình sửa Mỹ để bú. Nhưng mà trên phương diện của em người ta cho thì mình cứ nhận cái đó. Đó. Tiêu cực thì hiện tại giờ chưa có, theo bản thân em thì em nhận thấy tiêu cực thì bản thân mình em bản thân em thì chưa thấy là cái vấn đề tiêu cực quá, tức là mình đầu tiên là bản thân em thì em vẫn rất tin tưởng vào những cái gì cái chính phủ nó quyết sách. Mọi người phải nhìn lại lịch sử, không phải Việt Nam nhận là dễ dàng. Tất cả mọi thứ những bên kia đều không kèm điều kiện. Đó. Anh Bằng nói ngu xong đồ cho mà đúng anh Bằng Đó, ngu sao không xong lấy thôi, cho là nó lấy, mất tiền thì mới phải suy nghĩ nhiều nhiều hơn. Đó. nhưng mà vấn đề giống như anh nói thêm á là về vấn đề là trang bị cho cái F-16 là giống như anh nói đó, có nghĩa là vũ khí của mình thì chắc chắn về cái trang bị chắc chắn sẽ không phù hợp cho F-16 rồi. Rồi bây giờ mình muốn bay chiếc F-16 đó thì vũ khí thì chắc có lẽ buộc phải mua đúng không? Chắc chắn phải mua, chắc chắn phải, nó không Rồi ưng thích được. cái nếu nếu rồi chưa kể rằng là vấn đề là F-16 đó là những chiếc đó về nó hoạt động liền hay không đúng không? Rồi chưa kể cả về cái gọi là cái giải quyết cái vấn đề là trang thiết bị, các vấn đề định vị hay là các nói chung những cái Radar. vi mạch radar. Ừ, đúng rồi. Rồi về Việt Nam mình phải chắc chắn rồi, theo anh nghĩ là Việt Nam mình chắc chắn sẽ có sự phòng hờ rồi. Cái Nói đồ gì chung mà đương nhiên okay. nó có một cái công nghệ thì đương nhiên nó sẽ có một cái sự lệ thuộc, và chắc chắn anh nghĩ rằng Việt Nam mình sẽ chắc chắn biết được điều đó. À, mà anh suy nghĩ thêm là đã cho chiếc F-16 mà không trang thêm bị vũ khí, mình mua thêm thì mình phải tốn tiền. Cái cách Nó đó là thiếu giống như nếu mình cái mục đích của nó, đó nó anh thấy không, tức là theo em nói cái một cái máy bay mình sẽ sử dụng rất là lâu nhưng tên lửa bắn đi phải mua cái mới. nó cái đó là cái vấn đề, cũng giống như là mình mua cái đầu đĩa nó rất dễ đúng không, mà quan trọng mình mua đĩa mình xài dần dần đó, tại vì buộc mình muốn nghe thì mình phải mua đĩa mới đúng chưa. Mà giống này vũ khí mà bắn phát mất rồi buộc phải mua cái khác lắp vô, cái đó cũng là một cái chiêu và Anh cơ bản là một tôi cách mà nói Việt Nam mua quanh một thôi sẽ làm sao khó anh. Copy công nghệ là một cả một quá trình, mình phải phải thừa nhận thằng Trung Quốc nó copy là một kể cả một công nghệ của nó, không phải đơn giản là anh nặng một cái bức tường ra đâu, nó rất là nhiều vấn đề trong đó. Mình phải cái gì nó xấu là nó xấu nhưng mà nó vẫn giỏi trong quá trình copy. Đấy là về tại hai vì á thực thứ thực hai ra từ từ là để em nói chút xíu nữa là thằng Trung Quốc nó copy, thằng khác không dám lên tiếng, nhưng Việt Nam copy em đảm bảo là có vấn đề, có vấn đề là ngay rồi kiện tùng ôm xèo ngay rồi ba đúng que rồi lại cứ nghĩ là Việt Nam là cái đồ ăn cắp. à, nói tới bà que là nói tới cái đồ ăn cắp thì anh cũng anh giống như một cái diễn đàn anh làm chung với anh Bằng thì bọn họ cũng nói là anh ăn cắp đúng không, cái từ gì họ cũng nói chung là một cái từ mình copy thôi thì cũng gọi là cái từ ăn cắp. Thì ví dụ bây giờ mình copy một trang giấy thì không biết họ gọi là gì. Rồi ví dụ chẳng hạn như ở đây Đạt có lập gia đình có một đứa con, anh cũng có gia đình anh sanh đứa con thì nó cũng gọi là ăn cắp con hay sao đúng không. Nói chung là đã nói tới thì mình buộc mình không chửi thì nó gọi là mình chửi thì nó thành hơi mình nói, nhưng mà mình không nói thì nó cũng không được Tức đúng là không. giờ Nên ở đây bản thân Mỹ khi nó đi qua thị trường Việt Nam giờ, nó đi qua thị trường Việt Nam giờ mà cái thị trường mà Mỹ nó rất là muốn là thị trường vũ khí, nó rất là muốn chiếm lĩnh là thị trường vũ khí. Đó. Vì thị trường kinh tế thì thằng Trung Quốc quá gần mình. Đúng không? Để tranh phần thị phần của kinh tế thì đó là một vấn đề rất là tương đối là khá khó. Dạ đúng rồi anh Mai Sơn Bắc là yên tâm, Việt Nam rất là giỏi về cải tiến vũ khí trang thiết bị. Dạ đúng rồi anh, cái đấy thì mình không thể là không phủ nhận, lịch sử nó đã chứng minh rồi chứ không cần về gì mình phải nói cho nhiều nữa. Cái này là bản thân nước mình hoặc là chính phủ mình cũng như Bộ Quốc phòng là cùng tiêu chí đặt ra là không phụ thuộc nguồn cung của bất cứ bên nào. Đấy. Và giống như anh Phạm Minh nói thì đúng rồi là như vậy.
Nhưng mà anh và mọi người cũng phải phải nhìn nhận một vấn đề nữa là thằng Mỹ nó đã từng chơi, mà từng chơi không phải là một nước mà chơi là chơi rất nhiều nước về công bài vũ khí, anh hiểu không? Đúng đúng vậy. Nó đã chơi rất nhiều Đúng nước bằng công bài vũ khí. Và cái thằng mà rõ nét nhất hiện giờ thì mọi người đều thấy là đó là thằng Siri là rõ nhất đang làm một công bài vũ khí đang diễn ra. Thì Việt Nam mình, em nghĩ là Việt Nam mình thật ra cái F-16 với cái tàu đó là cái rục rịch là đòi tặng là lâu rồi, đòi chuyển khoản việc rồi, mà Việt Nam mình như năm trước năm 2016 thì vậy là có F-16 đã nói rồi về vấn đề này rồi, nhưng mà đến giờ thì mới có cái chuyện đó. Thì nói chung là trải qua một quá trình, nhưng mà anh nghĩ đây cũng là một cái chiến lược. Họ sẽ giống như lời của Đạt nói, họ làm cái nồi này càng phải nóng lên, đặc biệt là khi trang bị tặng cho Việt Nam những vũ khí này, buộc các nước xung quanh họ phải suy nghĩ lại. Giống như là nghèo nghèo cũng có cho con em mình tới trường mà, đúng không? Nghèo nghèo cũng cho thằng Tèo nó tới trường nữa, nên đâm ra kiểu gì kiểu thì cũng một cách là Việt Nam đâu có F-16 rồi, thì bèo bèo mình cũng phải kiếm một cái gì đó hơn tí để mình trang bị. Thật ra không phải là vấn đề để mà, nhưng mà trang bị cho đất nước nó có một cái sự tương xứng về tương quan về lực lượng, hay là tương quan về khí tài. Đó là một cái điều mà thật sự đó về mình nói theo ở cái góc độ về về cái lợi ích của Mỹ thôi, chứ mình không nói về những cái vấn đề khác, những cái sâu xa thì mình không đủ tầm để mình chia sẻ ở đây. Theo Nhưng em mà biết có một là cái nữa, F-16 đó là tiêm kích đánh đúng chặn, rồi, chính xác, nó là tiên kích. rất là phù hợp Việt Nam. Vì sao Việt Nam nhận này, để mình em cũng phân tích cho anh một tí nữa. Tiêm kích đánh chặn của mình hiện giờ là MiG-21, đã quá già rồi, và Việt Đúng rồi, Nam già quá rồi. mình vẫn chưa tìm được cái máy bay nào phù hợp, thì đùng cái ông Mỹ ông cho F-16 thì lấy thôi. Tiêm kích đánh chặn của mình đặc Đúng biệt rồi. hả? Tuyển một thằng Nói trai chung trẻ là về để nghĩa giữ đất nước thì bình thường thôi mà. có nghĩa là cũng vào đúng thời điểm thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng chắc ông Mẻo ông cũng có nghiên cứu rồi, Nếu đúng đúng không? rồi, Kiểu gì tôi tại sao cho không mày. cho F không không cho giống như hồi xưa là không cho A10 hoặc là do gọi là con lờn á, tức là ném bom, Đúng mà tại sao rồi. không cho những cái thằng cái loại khác đó, mà lại cho F-16 vì nó là tiêm kích đánh chặn mà lại thuộc lại rẻ. Thứ nhất để PA, giống như anh Đỗ Tân Hiệu nói thì đúng là một cái đề thức để PA. Thì thật ra giờ tiêm kích đánh chặn ở bản thân Nga vẫn chưa có một cái tiêm kích đánh chặn nào có thể gọi là đủ đủ tầm, như tức là đủ cái điều kiện tính năng như thằng MiG-21, tức là nó vẫn có nhưng mà cái giá nó rất là cao, anh hiểu không? Thành ra là có thằng cho thì mình lấy thôi. Tự nhiên bổ sung vào kho vũ khí mắc mới gì mà không bổ sung. Và cái thứ hai là Đúng rồi. mình có cái để mà thay thế cho ông cụ MiG-21, cho ông nghỉ hưu cũng vừa rồi. Dạ đúng rồi đó anh Phạm Minh. Đó, cái vấn đề đó là vấn đề là mình cũng phải phải để ý nhiều. Thì không, thì em nói rồi mà, em vận dụng cái câu mà ông bà già xưa ta để lại mà, của biếu là của lo, mà của cho là của nợ Đúng rồi, mà. đúng rồi. Bánh ít đi thì phải bánh quy phải lại thôi. Chứ không điều đã Mỹ từ trước giờ mình đã biết rồi, đúng không? Cái gậy và củ cà rốt thì không thể nào cái điều gì mà gọi là không không được hết, đúng không? Điển hình là bây giờ Việt Nam mua 12 tỷ trái phiếu của Mỹ, đó là một một vấn đề, đúng không? Nên ở đây nó rất nhiều, nên là mình nói ở đây thì thật sự mình nói mình cuối cùng mình cũng quay lại thì Bauer ơi, hãy mở con mắt nó sáng ra và bật cái đèn trong cái não lên cho nó thêm bóng vô đi, đúng không? Đặng cho nó sáng, đặng mình nhìn nó xa chút, chứ đừng Giống như mơ em thấy mộng viển vông những lấy vũ khí bộ binh của mình đâu có lấy Nga, lấy của Israel đúng không, lấy cái Israel đúng rồi của Gatling, Israel. Ace đúng không? Vũ khí bộ binh của mình hồi trước là lấy AK-47, sau AK-47 cải tiến nhưng sau này lấy Israel. Đó là một thứ thứ nhất là thứ nhất về công nghệ dây chuyền, và thứ hai là mình muốn phong phú cái đường Đúng rồi đối tác cung cấp cho mình, trừ trường hợp giống như cái có thể đến giai đoạn đó có vấn đề chính trị gì đó thì mình không bị chặn nguồn cung rồi, thế thôi. Cái căn bản về lịch
về cái vấn đề vũ khí trang bị nó rất là khó để cho anh em mình phân tích, về thứ nhất là tầm hiểu biết của anh em mình chỉ có một giới hạn nhất định. Thực ra thì mình chia sẻ ở cái trên cái phương diện là mình có một chút gì cái kinh doanh thôi, mình nhìn ở cái tầm nhìn gọi là của mình nó tới đó thôi, chứ còn không mình không dám bàn Em xa thì hơn. Thực ra em cũng theo dõi mấy cái tức là em cũng khá thích về quân sự và vũ khí, em cũng theo dõi giống như anh Tư nói, giá Su 35 mắc, giá Su 35 vẫn còn rẻ hơn thằng F 35. Anh Tư ạ, thằng F 35 giờ hiện tại nghiên cứu mà còn rất lên rất xuống chưa xong kia kìa đó. Thật ra những cái nước phương Tây, nước châu Âu nó lấy F 35 để bay thì chắc là nó là quan hệ đồng minh đó. Nó cũng có vốn đầu tư vào đấy thì nó phải quảng cáo đúng không? trước tiên thì bây giờ là chưa thấy được cái vấn đề gì, nhưng mà vẫn cho chứ đã. Nhưng mà thì kiểu gì là người ta nói là đồng tiền đi trước đồng tiền khôn mà, à, dân gian của mình nó có hết á. Nên là cái vấn đề này thì mình thật sự cũng cũng gọi là dùng theo cái từ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, mình hơi quan ngại về vấn đề Anh này. Tư Đúng không? nói chống cộng cực đoan, nó nói mình mua vũ khí về chơi. Dạ đúng rồi, về chơi thôi, đã đánh nhau đâu mà dùng, Đúng về rồi, chơi thôi. đúng rồi, chơi thôi, chào anh Khi Phong nào đánh Phạm. nhau đâu biết nó chơi hay không là biết liền thôi, có gì đâu. Đâu Thật đây, ra đừng là đối với em đừng có đùa. nói mọi thứ ba cái em nói thì cũng được, thì nó nói giống như nó mua tàu lầm kilo làm gì, xong em nói gì mua tàu lầm kilo bảo vệ lãnh hải, bảo vệ vùng biển của Việt Nam. Nó nói 2020 sáp nhập Trung Quốc rồi, cái nó được nhập Trung Quốc thì giờ mua cho Thiên Triều. Mua sẵn cho Thiên Triều Thì lúc đó mua 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 làm quà tặng cho Thiên à, Triều đúng không? đó. Giờ giờ thì các ông nói Đó. sao thì tôi theo cái ông vậy đấy, được rồi vậy thôi. Ông muốn Việt Nam mất cho Trung Quốc thì ông cứ cổ vũ cho đến năm 2020 đi, cũng chả lâu nữa đâu, 2 năm nữa thôi, chúng ta lúc đó lại hát cái bài gì, bài quốc ca của Trung Quốc là cái gì đó. Dạ đúng rồi, thật ra là đồ anh Đỗ Tấn Hiệu thì cải tiến mua về để mình sử dụng là một rất là tốt, mình sẽ cải tiến, thứ nhất là mình sẽ nghiên cứu được nhiều thứ trong đấy. Nó nhiều người cứ cái chê trách với Bộ Quốc phòng Việt Nam nghiên Dạ đúng rồi, cứu kia. nó cố tình mà, thực sự nó cố tình đã, nó quay cái mũi về châu Á của mình à. Thật ra là nó muốn cái nấu nồi nước thật sôi ở đây thôi, nó muốn anh biết sao, thật ra cái thời điểm Đúng mà rồi đúng rồi. nó muốn dư luận tập trung vào Biển Đông, tại vì vấn đề ở Syria, nó đổ quân vào Syria thì nó muốn mọi người đi nhìn đi chỗ khác thôi, thế thôi, thì nó mới đưa tàu đi vòng vòng gì 12 hải lý rồi đi vô vùng biển quốc tế rồi lên tiếng phản đối, để sau đó anh sau đó cái Syria nó mọi người tập trung vào đây, nó đưa quân vào xong cái đâu ai để cái bên kia đánh nhau y xèo chết tù loa, xong đến lúc chết tùm lum tà la, xong đến lúc giờ quay lại rồi nó cũng làm gì đâu hết ngang đó thôi. Mọi người phải tỉnh Dạ, táo dạ những không cái phải đâu, gì thì chắc mua cho vui cũng đúng anh Bạch, nhưng mà mua về Việt Nam mua chắc sau này sẽ làm cái du lịch tàu ngầm chạy từ cảng Cam Ranh ra đến đảo Trường đầu Sa, cho ra càng hải phòng. hoặc là ra cảng Hải Phòng để nói chung là những ai muốn tham quan ở đó thì cứ mua vé du lịch thôi. Việt Nam mình sau này cơ sở là mở cái tiếng du lịch ở bằng ở thám hiểm đáy đại dương bằng tàu ngầm Giống như anh kilo. Đúng là chị đúng đây là bên gì? nước ngoài hoặc là những anh chị có lòng hướng về tổ quốc thì anh chị phải yên tâm cái này này. Anh chị phải hiểu là cái Đảng Cộng sản hay là cái chính phủ Việt Nam, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gì à? Anh chị phải hiểu một câu là người ta đã bỏ rất là nhiều xương máu, nhất là nhiều công sức, rất là nhiều trí óc, rất là nhiều thời gian để có thể giữ được một Việt Nam độc lập, thì không có cái lý gì mà người ta lại bỏ cái quyền lực của người ta sau bao nhiêu năm trời người ta giành giật, cứ đơn giản vậy thôi, anh chị cứ hiểu vậy thôi. Thì anh chị đừng có tin về vấn đề gì hội nghị thành đô vì cái đồ vớ vẩn vớ va vớ vẩn như làm gì đấy, là đó là mọi anh chị bên trong, và thứ nhất là anh cùng em cũng hy vọng là anh chị nói với con cháu là điều vậy, chính phủ thì luôn luôn sẽ bảo vệ nhưng mà nó phải chính sách ngoại giao nó phải mềm dẻo. Các ông Cộng Dạ đúng hòa, rồi đó anh. các ông Ba Đúng Que là cứ muốn phải đánh nhau cơ,
Đấy. Đúng rồi, với một cái thật sự á, đã cái sự cái tính tác chiến đã kém rồi Ừ. nha, mà luôn luôn là rất là gọi là hăng máu, còn muốn đánh thôi chứ không muốn gọi là dùng cái trí của mình, mà khổ nổi là cái tác chiến đó. Thật, anh nhìn thật ra mà nói, anh cũng gọi là có từng tìm hiểu nha, nhưng mà anh chưa nhìn thấy một cái trận đánh nào gọi là cái sự tác chiến mà gọi là có ra hồn được những tướng Việt Nam Cộng Hòa. Nói xin lỗi chứ không phải là mình chê, nhưng mà ở đây là mình nhìn nhận để mà mình có được một cái chia sẻ thôi nha. Giống như Việt Nam Cộng Hòa các bác bên kia cái hay kêu là quân Việt Cộng là không biết đánh, gọi là đánh gì, đánh lớn, chứ các bác không nhìn thấy trận Điện Biên Phủ à? Năm đại đoàn ấy, năm đại đoàn biết nhau người không? Năm đại đoàn không phải là năm cái xe xích lô chạy ra chở 4 người đâu, năm đại đoàn là cả mấy ngàn người đấy, cả 10 ngàn, 50 mấy ngàn người ấy. Nếu mà gọi là cái sự tác chiến của ta, ta không có sự tính toán thì tại sao khi đem quân lên được đánh luôn đi, còn phải chi dừng lại thì mà hai người sao nó đánh Chắc là ông ấy, ông đó. bà anh biết cái kiểu đánh của ông bà Việt Nam Cộng Hòa là đánh kiểu gì không? Đánh cái kiểu mà cái thời mà dàn hàng quân bắt đầu lấy súng bắn đùng cái thằng này chết, cái thằng khác đứng dậy bắn cái đùng nó chết là đứng dậy, cái thời mà Napoleon á À, thế là đúng rồi, đó. cái kiểu là thi tốt bắt xe. À, thì đâu tao có đứng dậy tao bắn mày mà bắn hụt là mày Đúng chết. rồi, đúng rồi, thì cứ ủi thằng tốt lên tới đi, khi nào thì thi tốt bắt xe mà. À, đúng Anh mày cái không? bạc nói không mua tàu ngầm đi về câu cá cho vui. Dạ, Chào chào cô. À, chào. nên ở đây nên mình nói thật sự chia sẻ cho nó vui thôi, nên về những cái vấn đề đó. Còn vấn đề về thật vấn đề về xã hội của Việt Nam mình, nó ngày hồi trưa này anh có vào một cái diễn đàn, anh có chia sẻ hồi lúc đầu, thật anh lắc đầu luôn, anh không biết dùng gì tả. Hỏi bây giờ mình đi cưới vợ thì cũng đổi thừa đó, tại cái nhà nước người ta mới đi cưới vợ nên người ta không đủ sống nên người ta lo cho vợ nên. Anh nói đến đến vợ, anh nói đến vợ anh nha, từ trước giờ chỉ nghe anh nói thôi mà vợ anh còn phải thốt lên câu nói, ủa anh không lẽ vậy là mình cái kiểu mình mà ngứa ngứa là cũng do cộng sản là làm cho mình Nói chung là giờ thế này ngứa. nè, giờ là em cũng lên đây cũng chia sẻ là vì trước em mới coi cái live của anh em qua hôm qua hôm kia gì ấy, thì coi cái live của anh Bình Bình Dương với một anh tài xế, và em là tài xế À, nên em hơi khoan ngứa. khoan vậy, khoan để ngưng ngưng cái. À, em xin giới thiệu các anh chị, ngày hôm qua mà khi em like em nói chuyện với anh tài xế á, mà Mai Dương ở dưới nói là có một cái anh tài xế nào ở miền Trung mà thông não cho cái anh đó, thì đây đích thị là cái anh này là anh tài xế thông não cho anh tài xế kia. Đây là bạn Đạt, Tiến Đạt. Gì? Diễn đàn này không sắp xếp sao nói chuẩn thế? Là sao bạn? Không, có nghĩa là bạn này nói là cái diễn đàn mình không có sắp xếp cái câu chuyện á, mà tại sao nói chỉnh cái câu chuyện đấy. Thật sự là đây là cái sự nói chuyện ngẫu nhiên thôi, Nhiên mà là với một cái tính chất gọi là mình nói bằng thật, bằng những cái tấm lòng, những cái sự suy nghĩ hiểu ý của mình, nên nó là chỉ không vậy thôi. nhờ Bạn Đồng Khởi, mà Đồng nhờ Khởi này nếu ở Bến Tre thì là Đồng Hương nhé, nhờ bên Đồng Khởi Bến Tre quê à, hương Đồng Khởi. À Đồng Khởi Bến Tre à. rồi, Rồi ok giờ thì em cũng anh chia sẻ em là bữa trước em đã nói một lần rồi, và em hy vọng nếu mà ông có vào coi được cái like của anh thì mời ông vào đây tôi coi đi, thì em nói lại một lần nữa thế này. Thì giống như anh Dương đã nhiều lần phân tích, và thực ra là ông đã rất là cùng, và bữa trước em đã nói một lần, và cũng như là Duy Nguyễn, bên Duy Nguyễn đã nói một lần, và cái câu này em chốt ngắn chào gọn anh Trường. thôi, thì các bạn muốn đòi hỏi cái gì thì các bạn phải đóng góp, các bạn muốn đòi hỏi cái gì các bạn phải đóng góp đấy. Và thứ hai là cái vấn đề của con cái của ông á, thì ông phải bản thân đầu tiên ông là người trách nhiệm đầu tiên chứ không phải là nhà trường, vì một cái ngày thì chỉ có 24 tiếng đồng hồ đó. Không phải vì cộng sản chỉ có 20 tiếng, À, cảm ơn anh. không phải vì đây là nước nước cộng sản nó chỉ có 20 tiếng, nó vẫn 24 tiếng đồng hồ tới tất cả mọi nước trên thế giới. Thành ra là cái thời gian con cái ông ở nhà nó sẽ nhiều hơn thời gian con cái ông ở trường đó. Và thứ hai là con cái ông ở trường nó cũng không thể học với một người thầy trong suốt cả một buổi học, rất là nhiều thầy cô và người ta tập trung vào kiến thức là đa phần. Người ta sẽ hướng dẫn cho con cái ông những cái vấn đề gì về lễ nghĩa, nhưng mà người ta chỉ
Dưỡng dần giống như là trong lớp đứng dậy chào cô đó, đó đó là lễ nghĩa. Nhưng mà cái tác động cái cuộc sống của cái hành hành vi của con cái của ông á, thì bắt đầu tiên là phải do ông hướng dẫn. Lần trước em đã nói về vấn đề là ông thì ông đấy ông đi vòng vòng và ông nói về vấn đề là giáo dục miễn phí. Em có nói rồi, ông có 5 chiếc xe Hino, xe tải Hino. Thì á, bản thân ông nói là ông nhìn lên thì không bằng ai, nhìn nhìn xuống thì không ai bằng mình, đúng Ngay không? bằng mình. Đúng không? Thì đầu tiên nếu ông thực sự là một người tích cực, đầu tiên ông phải biết giúp đỡ những người xung quanh mình. Ông cứ kêu anh em bạn bè ông, anh em ông là khổ cực, ông mình trong khi ông nhìn lên không bằng ai nhưng mà ông nhìn xuống hơn nhiều người, tại sao ông bản thân ông gia đình ông không giúp đỡ đấy? Và thứ hai là ông nói về vấn và thứ nhất là nói về vấn đề giáo dục miễn phí đó, thì á phải nói lại ông một lần nữa là nước Việt Nam mình chỉ Chào thiên nhiên. thực sự phát triển chỉ từ năm 2000 đến giờ. Và thực sự cái số tiền ông kiếm được, em cũng là một người tài xế, thực sự cái số tiền ông kiếm được một một tháng bao nhiêu tiền và ông đóng góp cho cái ngân sách của cái thuế má bao nhiêu tiền. Em là người trực tiếp làm với rất là nhiều người nước ngoài, cái thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài nó rơi vào từ 35 đến 50% tùy vào mỗi nước và tùy vào mức thu nhập. Ngoài ra thuế VAT tức là thuế giá trị gia tăng của mình là 10%, nhưng có một số nước và một ví dụ điển hình là nước nước Đức thuế giá trị gia tăng là 19%. Đấy, tức là bản thân anh chưa làm cái gì, chưa tính về vấn đề khác, riêng thuế thu nhập anh đã mất gần một nửa số tiền anh kiếm được. Thì người ta khi người ta đóng góp một nửa cái số tiền mình kiếm được thì người ta phải đòi hỏi cái quyền lợi của một nửa đó như thế nào. Đó. Và thứ ba và thứ hai thứ thứ ba là cái thuế giá trị gia tăng. Cái thuế giá trị gia tăng thì nước nào cũng có chứ không phải riêng gì nước Việt Nam, Đúng rồi, tức là nước nào cũng có không phải riêng Việt Nam. Vậy nào cũng có. vậy vì vậy là bản thân cái thuế giá trị gia tăng là thuế về 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 cân bằng cái thị trường, nó chung cho thị trường để nó giới hạn, nó mất cân đối, đều mất cân đối về thị trường về vấn đề khoản Chán hoàng đạo. thuế như vậy. Nhưng mà cái ông đó ông ở đâu, ông ở Việt Nam ông cứ nói cái ông đóng thuế như vậy á, thì bản thân một một tháng ông đã đóng được bao nhiêu tiền thuế? Ông đã mua một quả trứng, ông anh em cho ông nói, em vừa trước em chưa nói nhưng mà nói giờ bản thân ông một tháng ông ăn hết bao nhiêu quả trứng đấy. Thành ra đừng có nói về vấn đề 10%. Ông nuôi sữa, ông nói là mua mua sữa cho con phải đóng tiền thuế giá trị gia tăng 10%, 35.000. Thì ông đừng có cho con uống sữa nữa, ông cho ăn cơm đi, uống nước gạo như Cho hồi xưa, ông cho uống nước cơm đi, nước cho ông gạo uống á, nước cơm đi, nước cơm hồi xưa nước gạo à. Thì ông đỡ tốn. Nhưng mà bản thân ông đó là câu trước của ông đã dầm đã câu sau. Bản thân ông đúng cũng rồi. đóng đóng thuế 10% mà ông lại đòi đòi giáo dục miễn phí ở chỗ nào? Đó. Miễn phí ở chỗ nào? Nói về vấn đề tiếp theo là vấn đề y tế. Vấn đề y tế đối với tất cả các người theo em trong gia đình em, đối với những ông bà cụ trên 70 tuổi hiện giờ đều có bảo hiểm y tế. Đều có bảo hiểm y tế miễn phí nha, chứ không phải là phải mất tiền. Còn nếu hộ nghèo là càng có bảo hiểm y tế nữa, miễn phí nữa. Đó. Giống như bà cố em mới đưa đây đây. Bà cố em là thuộc người già. Với lại là cũng là thuộc hộ nghèo. Là bảo hiểm y tế là 100%, tức không mất cái gì cả. Đi mổ đâu mất tiền đâu. Nhưng mà vì sao chúng ta vẫn phải bỏ tiền mua thuốc? Nhiều lúc ông sẽ nói như vậy. Em cũng nói rằng là ông mọi người là thuốc, tất nhiên là cái bản thân từ bản thân mọi người từ truyền miệng cho nhau là nó có thuốc y tế là thuốc thuốc đều, thuốc ở ngoài là thuốc thuốc tốt. Nó chỉ đúng một phương diện vậy nè. Nếu anh đi mua thuốc nước ngoài, có thể một số mặt hàng thuốc nước ngoài nó sẽ tốt hơn vì công nghệ sản xuất nó sẽ cao hơn. Nhưng mà em cam đoan là thuốc y tế còn bị
Còn ở ngoài với ở trong thuốc y tế là như nhau, nó giống nhau, nhiều lúc nó chỉ khác nhau cái tên thôi. Đó, như bữa trước em tiêm vaccine cho con em, mẹ nó, vợ em đây này, chứ đừng nói cho ai cho xa, vợ em nói là đi tiêm dịch vụ vaccine nó tốt hơn là tiêm theo quốc gia. Em nó không có tiêm theo quốc gia hay dịch vụ gì hết. 1 triệu người tiêm, 90 triệu người tiêm, 1 triệu, 2 triệu em bé tiêm chưa có vấn đề gì, tại sao mình là phải đi đi tiêm dịch vụ, đúng không? Cái dịch vụ nó, vợ em nói dịch vụ là tiêm sẽ đỡ sốt hơn, đúng, có thể nó sẽ êm hơn, đúng, có thể sẽ êm hơn. Thì vì sao là như vậy? Thứ nhất là cái thuốc dịch vụ, tức là cái thuốc mà để cho em con trẻ khỏi sốt á, hay là khỏi có ý khóc ban đêm á, là cái thuốc đó nó rất là mắc, một mũi nó rất là mắc. Nhưng mà vì vậy nhà nước không thể đại trà cái thuốc đó cho tất cả mọi người được, với số tiền anh mọi người cứ nhân đi, một em bé từng đó tiền, từng đó mũi thuốc như vậy, thì ngân sách thì chi bao nhiêu tiền để có thể mua loại thuốc đó cho hàng triệu em bé một ngày trên cả nước, trong khi cái nền kinh tế của mình, trong khi mọi người chả đóng góp cái gì, đúng không? Cái bảo hiểm y tế 400 ngàn, 600 ngàn, mua mua hay 600 700 ngàn cả một năm trời, đúng không? Anh thấy đúng không? Đó là cái vấn đề bảo hiểm y tế miễn phí. Thứ hai là bữa trước ông là nói bên kia thì vấn đề bên nói về cấp cứu rồi, không cứu người là phải nộp tiền trước. Hôm bữa ông có nói vấn đề nộp tiền trước mới được cứu người. Em đã nói lần trước về ông đã từng đưa người đi cấp cứu chưa? Em là từng người trực tiếp đưa người đi cấp cứu, lên trên bệnh viện không một bác sĩ nào nói phải em phải đi nộp tiền để mới cứu cả. Người ta chỉ hỏi em là người nhà phải không, nếu em không phải người nhà thì vui lòng liên hệ, làm cách nào để liên hệ với người nhà, họ vẫn đi đưa đi chụp X quang, đưa đi chụp tất cả xét nghiệm, và em là người trực tiếp đi làm. Người trực tiếp đi làm tất nhiên người ta phải tin, cho những người nghe lại thì đâu, người ta đâu có tin. Đấy, thì em là như vậy thì không có cái khái niệm là nộp tiền trước. Tất nhiên khi người nhà lên đầu tiên họ sẽ đưa cho một cái hóa đơn để mình đi nộp tiền, nhưng trong trong thời gian mình đi nộp tiền người ta vẫn cứu người mình, đúng không? Đó là như vậy. Rồi cái vấn đề về trợ cấp, trợ cấp không phải là không có, hộ nghèo vẫn có trợ cấp anh, hộ nghèo vẫn có trợ cấp, Đúng cả rồi, nước mình hộ nghèo vẫn có trợ cấp, nhưng mà cái có hộ nghèo vẫn có trợ cấp. số tiền tất nhiên nó sẽ không lớn. Ông cứ nói đòi là một người già cho 1 triệu đi, cứ cho ông này, ông hồi trước là ông hôm qua ông bữa là ông nói 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi, nhưng cứ cho 1 triệu đi, thì một cái một cả nước này bao nhiêu người già? Người ta nói dân số Việt Nam là dân số trẻ, nhưng không có nghĩa vì vậy không có người già, đúng không? Cái giờ cái số tiền đó người ta, ông lại người ta trong quá trình trước đây là cái gì, kinh tế bao cấp, tức là anh làm anh hưởng bao nhiêu đó, anh làm ít anh hưởng ít, có nhiều người lười người ta không làm, người ta vẫn hưởng như vậy. Đổi qua kinh tế thị trường thì anh bắt buộc anh mới làm thì anh mới có hưởng, đúng không? Thì cái khoảng thời gian từ lúc ông bà cụ đó đi làm cho tới bây giờ là bao nhiêu năm, đúng không? Thì tất nhiên là người ta chỉ hỗ trợ, chính sách ngân sách người ta đủ hỗ trợ cho những người nghèo khó trước đã. Ông bà già đó, ông bà già cụ già đó có còn con còn cháu, đúng không? Giả sử con cháu nó nghèo, bản thân cái con cháu đó đã được hưởng trợ cấp rồi, đúng không? Hưởng chính sách ví dụ như là con cái đi học miễn phí rồi. Ở đây cái chỗ em con cái những cái người nghèo là đi học miễn phí chứ đâu có đi học mất tiền đâu. Đó, đây là em muốn muốn nói lại một lần nữa, nếu ông có like can soi like coi livestream, nhưng mà thật ra bản thân em đánh giá ông là ông rất là cứng đầu. Về cái mình nhận xét về ổng á, là mình muốn chia sẻ cho ổng cái điều đầu tiên, giống như hôm bữa anh nói á, anh chỉ thẳng vào ổng không hiểu ổng là tại sao con ổng là thế này. Anh nói là đó là do bản thân ổng dạy con ổng như thế nào mà thôi, và cái cách sao thằng này biết nhiều vậy. Cơ bản anh Cam Nguyễn ơi, bạn này là một bạn trẻ, nhưng mà bạn ấy thứ nhất là cũng có cái kiến thức, và cái thứ hai hiện tại bạn ấy đang làm về ngành du lịch, nên cái sự tiếp xúc của bạn ấy rất là rộng.
Đó. Thứ hai là cái vấn đề về thực ra là nói bên 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 nước ngoài miễn phí, không phải tất cả mọi nước bên châu Âu đều miễn phí nha. Em tiếp xúc này không phải tất cả, tức là chỉ cũng có một vài nước, em nói ví dụ như Thụy Điển hoặc Thụy Sĩ nó miễn phí, đúng. Đan Mạch nó miễn phí, đúng. Nhưng mà trước khi nhìn nói về vấn đề về món miễn phí thì phải nhìn cái lịch sử của nó, cái thằng Đan Mạch Đúng. Nhìn từ lúc lập quốc quá đến trình lúc bây giờ, hình thành đất nước của người ta. Đúng à, kinh tế chính trị lịch sử nó có một rồi. sự, nó không phụ thuộc vào nhau nhưng nó có sự liên kết bằng nhau và nó tồn tại song song với nhau. Nó như vậy thì giống như thằng Thụy Sĩ, giống như thằng Thụy Sĩ nó học miễn, học phổ thông là miễn phí nhưng học đại học rất là đắt, học đại học rất là đắt. À, nhưng cũng có nhiều người, nhiều nước, người nếu mà nhiều nước thì người ta miễn phí đại học, miễn phí đại học đó, miễn phí đại Chắc học ở chắn một mức độ rồi. nào đó thôi chứ không phải là miễn phí hoàn toàn 100%. Một số tức là người ta giảm bớt đi chứ vậy, miễn phí quên, giảm bớt cái học phí ở bậc đại học đi, nhưng mà các nước châu Âu học đại học rất là đắt. Con bé em anh, con bé em đang học du học ở Nhật, nó có hỗ trợ học bổng 50% nhưng một năm của nó cũng phải tốn đến 4 đến 5 ngàn đô, 4 đến 5 ngàn đô. Thì nói xong cuối cùng nếu giờ nếu ba đối với ba que nó, ui sao mày như vậy, sao mày có tiền, gia đình mày có tiền cho con đi, cho con bé đi học đại học bên đó, gia đình mày là cộng sản phải Nhìn cộng sản không, không? mày quan chức phải không? Dạ xin thưa, gia đình em cũng chỉ là nông dân lao động thôi đó. Nhưng mà được cái là con bé nó có một sự may mắn là nó có cái học bổng 50%, đó là một cái hỗ trợ. Và thứ hai là nó qua đó nó tự đi làm và nó tự kiếm tiền, nó chuyên trả cuộc sống của mình. Học bên Nhật rất là đắt, học bên Singapore cũng rất là đắt chứ không phải là rẻ. Tính ra cái số tiền mà học đại học của bên nước ngoài nó bằng tổng số tiền mình đầu tư từ lớp 1 cho tới đại học của mình. 4 năm đại học ở nước ngoài nó sẽ bằng tổng số tiền đại học ở nước mình. Và tiếp theo cái nói vấn đề tiếp theo là cái vấn đề mua môn. Em đây này, em qua em cũng, hôm qua em cũng đã gọi cho Bình Dương vậy mà để đây em cũng chia sẻ với mọi người, em là một thằng đã từng học đại học, đã từng thì mọi người phải hiểu, tức là em ở quá trình em học thì cũng có sự ham chơi nhất định, Cứ chia sẻ đi nha, anh đi ra ngoài cái để ham con chơi chọn nhất anh định, xuống. ham chơi nhất định thì em không có bỏ bỏ bê. Nhưng mà cái khái niệm mua môn ở trong trường đại học là không bao giờ có. Anh có thể mua bài của thằng khác chứ không bao giờ mua môn từ thầy được. Dạ dạ giống anh Tư, ở Việt Nam mình cũng có cái hỗ trợ cho vay cho sinh viên nếu mà không có có đủ điều kiện để nộp học phí. Tức là bên mình thì các cái chính sách chúng cho vay gọi là cho sinh viên vay sau khi ra trường đi làm sẽ trả lại với lãi suất rất là thấp. Nhà em cũng có vay hồi đó mà lại rất là thấp, rất là thấp, thì sẽ hỗ trợ cho sinh viên để mà sinh viên có thể để tiếp tiếp tục đi học. Đó. Thành ra là à, dạ chào anh Mò, chào mọi người. Thì tất nhiên là cái tổng số tiền mình chi trả cho cái vấn đề học đại học nó không có cao đâu. Tất nhiên là đối với những một gia đình và gia đình khó khăn thì sẽ rất là vất vả, hoặc là họ không biết đến những chính sách cho vay của cái ngân nhà ngân, nhà trường, nhà trường nó sẽ liên kết với ngân hàng, nó hỗ trợ sinh viên cho vay với lãi suất thấp. Rồi sau đó khi anh vay đó xong cần nghĩa phải trả hàng năm, mà anh, khi nào anh ra trường anh đi làm anh có thể trả lại vì nhà em cũng vay vậy mà, chứ không là nhiều lúc cũng đâu có đủ tiền để đi học đâu đấy. Còn em hiện tại giờ làm bên mảng du lịch, em tiếp xúc với khá nhiều người nước ngoài, đa phần tất cả những người nước ngoài, đa phần chứ em không nói toàn bộ, những đa phần đều là ở nhà thuê hoặc là ở nhà trả góp, thường đa phần là nhà thuê. Thì em tiếp xúc có những người họ đi du lịch của bên này nhưng mà ở bên nước kia người ta không có nhà, người ta đi thuê nhà người ta ở thôi. Thứ nhất là vì tính chất công việc, có thể là người ta công việc người ta phải đi đây đi đó nhiều, có thể là người ta thay đổi công việc ở nhiều nước, đi nhiều nước làm việc đó. Nhưng mà người ta cũng có một
nguyên do rất lớn là cái giá mua nhà và cái thuế phải đóng vào trong việc lúc mà mua nhà thì cái thuế mua nhà rất là cao, cái thuế mua nhà rất là cao, thuế đất rồi thế rất là nhiều thứ thuế nó rất là cao tùy nước. Giống như nước đây một cái nước Đan Mạch, nước Đan Mạch thì giống như em cũng lấy ví dụ cái nước Đan Mạch về vấn đề mua xe, nhiều người có luận điệu là vì sao thuế Việt Nam thuế nhập khẩu Việt Nam cao 30%, nhưng giống như đất nước Đan Mạch thì lúc mà một người dân đua xe thì cái thuế là 150% cho thuế mua xe, nó rất là đắt chứ không phải là không đắt. Dạ đúng rồi anh Tư. Dạ em chào anh Công Sẻng. Gì em làm bên à chị không, em làm bên em làm ở Huế ấy, chị em, nhưng cho chị hỏi em làm bên du lịch ở đâu vậy em? Em làm ở Huế chị nhé, em làm ở Huế, cố đô Huế, thảm sát một thân 1968. Vâng, nó thảm sát nhưng mà kinh đô nó vẫn còn, giờ vẫn kiếm 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 tiền từ cái kinh đô đó được. Chứng Chào anh Đăng. tỏ. Em hay nói đùa như vậy đó. Thật ra là giờ nói chung là giờ mình phân tích cho các ông các bà bên kia thì khó lắm. Chủ yếu là mình có những người mà đã người ta đã cực đoan thì mình có nói như thế này hay nó nữa nó cũng không thành ra vấn đề. Đó. Thì anh ở đây chia sẻ cái này nó cũng vui vui tí như thế này. Dạ. Đơn giản mình nói như trong gia đình mình thôi, đúng không? Ông bà già mình cất lên cái nhà cho ở rồi, Vâng. tiền nước tiền điện thì gọi là chỉ phụ chút đỉnh thôi, Vâng. đúng không? Vâng. Rồi tự dưng hôm đó ngồi vui vui nói ông già, ba, con thấy nhà cái bên xây cũng 5 tầng lầu như mình mà ông già nó mua chiếc xe bỏ dưới nhà, nó ai muốn đi, tại chìa khóa đi, Vâng. thử ông lấy cái cán chổi ông phang vô đầu liền không? Đúng không? Vâng. Đúng không? Ông nói nhà tao xây cho mày ở, mày không phụ đồng nào, bây giờ thấy nhà bên kia có chiếc xe để cho đi rồi, giờ mày cũng đòi hỏi theo giống nhà bên kia Ừ. hả? Không, đó là nói anh nói dí dòn cái vui thử không ở trong nhà thôi, Ừ. ông già ông cầm củ chổi ông phang vô đầu liền Vâng. không? Giống như nhà em ông già em nói đi mua ô tô đó, em nói mua ô tô ai lái? Nhà thằng nào không đi làm ai lái đây? Không ai lái, ông nói thì mày về mày lái, mày có bằng mày về lái là thôi. Đi làm về mệt lắm, xách xe chờ ai Đi làm về mệt, đúng rồi. À, điển hình anh nè cũng vậy, bà già mới kêu mày học bằng lái, mày học bằng lái làm gì, nói thì lái xe phụ anh mày, nó thôi mệt lắm. Đã bản em. thân mình không thích tài xế rồi à, rồi cuối cùng học cho bà già vui thôi, học lấy cái bằng để cho bà già vui thôi. Dạ. À, vậy là ra quế. Bằng Dạ được anh Cam, thật thật à, đạt anh Cao Nguyễn này, anh ấy là một người lính chính hiệu Việt Nam Cộng Hòa không? vâng. Nhưng mà anh nói những cái rất là thực tế và tính anh rất thẳng. Nó, nhưng mà ảnh thì anh nói là tại do anh ngại lên diễn đàn, tại vì ảnh thì có nghĩa là thật sự đó là cái tính cách của anh. Anh rất thích cái tính cách của anh dù anh mới nói chuyện được một lần. Nói với anh Cam Nguyễn thế này này, đối bạn các em không có ác cảm với người Việt Nam Cộng Hòa đâu. Nếu mà thật sự người đó nó có tâm với đất nước, có tâm với Việt Nam, em chả cảm vấn đề gì cả. Có nhiều người em là tiếp xúc với nhiều nhiều người thực ra thuộc chế độ cũ, nhưng người ta có suy nghĩ rất thoáng và người ta rất là tin tưởng vấn đề đó, người ta có. Không anh Cam Nguyễn này anh thoáng lắm, mà anh nói chuyện rất thẳng thắn, mà anh chửi bao que thì khỏi phải chê. Dạ Anh nói dạ thật, cảm ơn bao chị que gặp Tú anh nha. chỉ 3 câu thôi là co giò chạy. Dạ bản thân Anh nói em không muốn bao nghe que Cam mà gặp anh Nguyễn Cam vấn đề ấy từ từ là dùa, chỉ nhưng ba mà câu thôi. lịch sử á có nhiều người họ cải rất là cuồng. Bữa trước em mới hôm qua hôm nay em mới coi cái bên Duy Nguyễn có ông đó nói tại sao năm Dạ 1979 đâu thăm dò. ông nói là ông học trên trường năm 1979 khi ông đang học thì cô giáo của ông bắt ông phải gạch cái chữ là hồi trước là cái hồi trước trong cuốn lịch sử là nó ghi là Việt Nam và Trung Quốc là anh em con khối chủ nghĩa, nhưng đến năm 1979 là cô giáo ông bắt phải gạch chữ anh em đi mà chuyển qua là ghi dưới nốt ở dưới là lũ xét lại lịch sử, mà ông lại nói phản đối, ông nói là tại sao lại sửa sự. Xong cái em nghe một hồi Đúng rồi đó mày. em nói ngầm một câu đi, nói ủa năm 1979 là Việt Nam bị Trung Quốc nó tấn công
Thì đây là một phần để cho cô giáo muốn cho học sinh biết là giờ theo thời điểm này Trung Quốc không còn là người anh em của mình nữa, mà là bỏ xét lại lịch sử. Mà tại sao ông còn phản đối? Là em không hiểu ông nói gì. Đảng sửa sự, sự là phải lịch sử. Nói vậy tức là xong với Duy Nghiền là nói, nhưng mà ông đâu cấp nhiều đường đoàn. Và em cũng nói luôn cho mấy anh chị là cái tư tưởng em rất là không thích những người mà phản biện là không cho người khác nói đó. Rồi Tam Võ hả? Chào anh Tư. À vâng, em anh Mai Dương, bạn này bằng phản biện anh tài xế hôm trước. Dạ vâng đúng rồi chị. Dạ chào chị, chào chị Mai Dương. Dạ em cũng nói sơ thôi vì thật ra em muốn em tưởng là ông vào nói chuyện với anh Bình Dương, ông nói cái chủ đề gì mới thì cũng lại quay lại cái chủ đề cũ. Thành ra giờ em nói lại những gì ông muốn nói thôi, ông nói thôi. À, Vũ Sư Hùng Lân, dạ dạ đúng rồi, Vũ Sư Hùng Lân đó, Vũ Sư Hùng Lân đó. Vũ Sư Hùng Lân hả? Dạ, Vũ Sư, người dạy nhảy mà. Thì em cũng muốn cho chia sẻ cho anh chị bên kia hoặc là bên mọi người nhìn nhận cái vấn đề nó thật ra nó tích cực hơn. Dạ chào chị Băng Mai, dạ chị Băng Mai. Dạ, thì bản thân em là em cũng nói bữa trước em nói đùa rồi là em không phải đảng viên, đã từng là đoàn viên, bây giờ em mất sổ đoàn rồi. Ok Tam Võ, chút xíu xíu đi Tam Võ. Rồi đất Thủ Thiêm rồi thì giờ em cũng muốn nói như vậy để chia sẻ với anh mọi người như vậy. Có. Còn về lịch sử thì em nói thật là lịch sử của nhà trường dạy nó thật sự đúng, thật sự là nó hầu như nó gần như là đầy đủ và chỉ gần như là chi tiết. Nếu mình thật sự mình muốn đọc đọc kỹ tất cả những việc trong đó, tất nhiên là có những tình tiết người ta sẽ không nói kỹ, người ta không thể nói kỹ, nhưng người ta chỉ giống như các trận đánh thì người ta chỉ nêu những cái gì tiêu biểu thôi, là như vậy. Dạ đến sửa trưởng thành đoàn, dạ em vô đoàn đó nhưng mà giờ mất sổ đoàn rồi chị ơi, giờ đoàn quăng đâu rồi á. Cái vụ Thủ Thiêm đó anh Tư thì em theo em biết thì vụ Thủ Thiêm đó cũng đang bị điều tra, đủ điều tra. Dạ đúng rồi, nói chung giờ nó lên báo rồi. Thực ra là bên kia thì họ hay nói bên báo chí bên mình hay bưng bít, nhưng mà cái gì đáng nói cơ, những cái gì giống như vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, tại sao mọi người cứ xoáy vô vấn đề bắt cóc làm cái gì? Cái quan trọng, cái mục đích cuối cùng là bắt tham nhũng mà ông cứ xoáy vào bắt cóc là như vậy. Có nghĩa là họ cố tình họ bẻ bẻ lái thôi. Thực ra là Thủ Thiêm trung ương giải quyết. Dạ đúng rồi, thì em nghĩ là khi là lên báo đã được ra họp về, tức là gặp mặt cử tri thì này họ thì tất nhiên là không phải đơn giản nữa đâu. Tại vì nó khổ như thế này nè, mình phải hiểu được cái tâm lý của người dân mình á. À, chứ anh nói mình một cách công bằng, mình không phải là bưng bưng bít hay hoặc là mình bưng gọi là mình bao che, nhưng mà thực sự mình nhìn một cách công bằng, đúng không? Bây giờ ví dụ giữa một cái thời điểm bồi thường bữa hôm là anh con bao nhiêu ta, bao nhiêu triệu một mét vuông mà bây giờ bán 320 hả, giờ bán 320 giờ bán 320 mà lúc trước hình như là 90 không, bồi thường 90 80 mấy 80 triệu mét vuông, sau đó giờ báo mới ghi là có 20 mấy 30 mấy triệu một mét vuông hả. Đồng bùng 20 mấy triệu mà bây giờ là đòi bán 300 mấy chục mét vuông, đúng không? Thì bây giờ như thế này nè, cái gì nó cũng phải có một cái sự tính toán, đúng không? Mình đừng nhìn vào thấy một con số mà cái lòng tham của mình nổi lên, đúng không? Cái đó nói chung là cái lòng tham thôi. Chứ còn bây giờ á, anh nói là có những nhà người ta đi ra, ta ổn định cuộc sống rồi. Anh nói những cái nhà mà ở lại đó, rồi bây giờ á, người ta đi đây cách hôm nay 3 năm rồi. Vâng. Người ta ổn định cuộc sống, người ta đi làm, ta làm kinh tế có thể ta ổn định luôn rồi. Còn ông ở đây, ông ở cái nhà tồi tàn mà ông không chịu đi, mà ông cứ tới chừng ông cũng lãnh được nhiều tiền đó thôi. Vậy ông lãnh được nhiều tiền hơn chút xíu đi, nhưng mà về cái vấn đề kinh tế ông làm, ông thua người ta không?
đúng không? Đó, mà những cái thực tế họ không nhìn, mà họ đi họ nhìn những cái thấy cái con số tiền lớn quá, ráng bu đầu đầu cho bằng được, còn được. Hồi hồi trưa này thì anh lại cũng có thêm một đó trong cái Eva TV có tay đó lên nói là bây giờ mình đừng có đưa người già trẻ em nữa, mà mình đứng ra rất nhiều người lấy dây cột tay lại nhau cả một nhóm người vậy thì không bắt được. Anh nói suối những làm những cái điều ngu sửng mà Đó là cũng chống đối. phải đúng rồi, mình cái gì mình có thể cũng đối thoại được đúng không? Bây giờ vấn đề đó tôi đem lên điều đầu tiên để cho chính quyền giải quyết như thế nào đã, rồi lúc đó đi mình hãy, hãy đó, mình đã bản thân không hiểu luật mà toàn làm trái luật không. Đúng rồi, cái đó là chống đối, tức là anh cứ để nhà tòa rồi anh sẽ kiện tụng sau, hoặc là Đúng anh có rồi, thể phản ứng ngay tại đó, nhưng mà anh phải phản ứng theo một cái cách khác, anh phải nói đúng chuyện, rồi, anh phải bắt là phải giải mình trình cho anh, hoặc là bắt những người có thẩm quyền nó giải trình cho anh, chứ anh như vậy là anh chống đối lại rồi. Những người đi làm thật ra đối với em, những người đi giải tòa người ta đâu có biết, người ta đâu có người đúng hay ta đâu sai, có biết, người ta người ta mạnh là nhận người ta cái phải quyết định giải tòa thôi. đúng rồi, người ta phải làm thôi. Còn cái vấn đề đó, vấn đề ví dụ chẳng hạn đó, một là chủ đầu tư, còn hai là ủy ban nhân dân thành phố lên đó nói chuyện Đúng rồi, xong đúng gặp những người đó. không? Dạ chào chị Ngọc Hiếu, hôm qua chị Nên nên chơi nghe ông kia ông vụ sư chia sẻ chưa chưa nổi điên hay sao chị? nên nên cái Dạ thì tại vì ở đây là mình nói là như vậy nè, tất cả mọi chuyện đôi lúc nếu như trên tinh thần gọi là ngồi lắng nghe mà ngồi thương lượng thì nó sẽ trở thành một chủ đề khác. Khổ nỗi nó sẽ qua tay nhiều người, gặp những cái ông nhà báo đôi lúc cũng vui thì ông có thể ông viết một cách bình thường, buồn ông viết cho giật gân chút xíu để thu hút độc giả, ông tích một cái dòng chữ lên thì người dân cứ nhìn vậy bắt đầu ùa theo. Tại vì cái văn hóa đám đông nè, giống như cái người Việt của những mình nó cái không có vậy. vụ sự Nguyễn Hải Dương cái gì trước khi bắt là nói rất là tệ bạc về ông này, cái thằng này, sau khi bắt thì nói là có chỗ có người thì nói là sự Dạ rồi. nhẹ, có người nói sự nhẹ đúng không, và khi tử hình thì cũng có những người khóc thuê cho nó nữa, thấy không? Có báo bên mình cũng có những thành phần như vậy chứ không phải nói riêng gì bên kia. Có chứ, có. Anh nói điển hình ha, người nào đọc báo dân trí ở trên thường mà nếu mà xài smartphone mà đọc báo báo dân trí á, đi vô coi những cái tin thể thao mà thứ nhất chỉ trích Công Phượng, thứ nhì chỉ trích Bầu Đức, anh khẳng định lên 90% là tay nhà báo Kim Điền. Vô xem đi, nói chuyện một cách cực đoan, một cách gọi là thù thù cá nhân luôn, không hề công nhận Công Phượng nó là tài năng, không hề công nhận ông Bầu Đức đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam Rồi. nè. Mà trong khi đó mình nhìn thấy đi, riêng ở ông Bầu Đức, nếu không có ông Bầu Đức làm gì có cái thế hệ được Công Có Phượng làm như Hoàng Anh Gia Lai. đó. Mà bây giờ thay Kim Điền đó, anh vô, anh nói thật, anh vô trong báo Tuổi Trẻ anh comment, anh ở dân trí anh comment, anh nói thẳng là anh không có chửi, nhưng mà anh chia sẻ, anh nói anh là làm báo anh phải viết một cách công tâm của mình, đừng vì một cái cá nhân của mình viết lên một bài báo để cho người ta đọc. Bản thân anh đem so sánh ông Bầu Đức, bản thân anh được bao nhiêu tầm so với ông Bầu Đức Chưa đủ tầm. đúng không? Nhưng bản thân một nhà báo mình phải viết một cách nào, như thế nào nó trung thực Đúng đúng không? Nên ở anh nói rồi, báo Việt Nam mình nó khổ nhiều cái đó, anh đọc anh này mới gọi biết là chứ không phải tự do ngôn luận quá quá đáng. ông dựa theo cái câu là tự do ngôn luận của ông. Tự do ngôn Ông luận phải viết, có trong ông viết khuôn đôi khổ. lúc nó có một chút trừu tượng trong đó, anh nói là dùng cái câu trừu tượng để mà mình vẽ thêm cái vẽ thì cũng vừa thôi. Ủa, nhiều khi người ta buồn buồn người ta nghe người ta nói là thôi tính mua thuốc tự tử uống. Ông đọc xong bài báo, người ta đi ra, người ta quyết định, người ta uống luôn, khỏi cần phải phải suy nghĩ nữa. Đúng Nó rồi. làm như vậy, Người ta thấy bi quan đúng không? ngay. Nó bị nghe quan ngay, đúng không? Nên anh nói là lên bài báo mà đọc dân trí, vô coi bài báo nào mà chỉ trích Công Phượng, anh không cần đọc nữa, anh kéo xuống anh coi tên tác giả, đúng kia Kim Điền chứ không ai. Đúng rồi. Giống như bản thân Hả? em giống em là tài xế để lái du lịch đúng không? Về vấn đề kẹp vấn đề công an giao thông nhiều người rất chỉ trích đúng không? Em cũng không đồng tình về vấn đề mà là ăn hối lộ. Nhưng mà mình đã nói rồi rồi, xét người ăn thì phải xét người cho Đúng đúng rồi, rồi,
cái gì nó cũng phải có sự cung liên mới quan, có cầu, không bao giờ. cầu thì mới có cung chứ không phải đơn giản như vậy. Đấy thì thành ra là bản thân em là người tài xế, tất nhiên là mình nếu mà thật sự mình đúng luật, công an nó phải có một lý do để giữ mình chứ không phải đơn giản là nó chỉ thổi vào. Giống như hôm qua ông đó nói cái ông vụ sư gì đó, cái ông vụ sư gì đó mà Hùng Lân, Hùng ông nói là người nhà của ông về mà bị công an thổi. Cái duy nghĩa hỏi là vì lỗi gì, ông nói không biết, nó thích nó thổi, nó đâu dạng đơn giản vậy. đừng đừng bao giờ nói dùng cái câu mà nó thích nó thổi. Em đây em lái xe đây cầm 10 năm trời chưa có bây giờ có khái niệm thích là thổi. Mà bây giờ anh cho bây giờ cái xác suất thích là thổi đi, đúng không? Cũng đồng tình với quan điểm thích là thổi, nhưng mà ông thổi vô ông có phạm luật không? Nó Chắc phải thông chắn báo phải với tổ báo 100% anh khẳng định là có. chí. Là tại vì sao? Một, ông thiếu bằng lái. Hai, ông không mang giấy tờ. Ba nữa là có thể ông chạy lấn lên hay là ông như thế nào, Nó phải chứ có lý khi do nào để mà nó không giữ có anh lỗi. chứ, nó không thể Nhưng mà người nhảy vô là nó kêu tao thích tao thổi, hoặc là nó nhảy vô nó kêu lốp mày mòn, cái đó thì mình cãi được. Nhưng mà đúng cái rồi. trường hợp người ta nói anh đi quá tốc độ, thật ra bản thân em nhé, em đem nói rằng với mọi người là gì, những người tài xế khi người ta vi phạm quá tốc độ đa phần người ta đều biết, đa phần người ta đều biết. Tất nhiên có những người thì người ta vô tình người ta vì quá tốc độ trúng ngay cái máy bắn tốc độ thì phải chịu thôi, nhưng đa phần là người ta đều biết. Đấy. Thành ra là đừng có cài cuồng, đúng không? Anh nói nè, riêng ở ngay chỗ chỗ anh nha, anh nói là 80% đi ra đường đều vi phạm luật giao thông. Người nào mà nói anh nói sai á, đi theo anh ra ngoài đường Mai Chí Thọ ngồi xem. Anh nói xe gắn máy thôi nha, chưa nói xe xe 4 chỗ. Anh nói xe gắn máy đường người ta để cho chạy 50 thôi, chưa ông nào chạy 50. Chính bản thân anh thử rất nhiều lần tại con đường đó, anh mà đi là sáng anh đi, anh trưa anh về, không bao giờ họ chạy 50, Đấy, giống như 60 nhanh lắm. đó. Mà tới khi nào có cái bắn tốc độ thì bắt đầu mới chạy đúng rồi. Ừ. À, thì lúc đó anh nói đi, Có công thì an là gom hiền lại ngay, có công an là đứng đó là hiền ngay, đi là đúng rồi, hành luật giao thông lắm, đi rất có nghĩa là chậm lane lại. nào chạy theo lane đó. Ừ. Của dân của lane của Honda chạy theo lane Honda, lane của xe 4 chỗ để trống yên nguyên không chạy lấn ra Ừ. Không đó. vượt đèn đỏ, Nên không phóng nhanh, không nên vượt ở đây ẩu. đúng rồi đó. Và bây giờ anh mới nói là cái vấn đề ở trên này anh nói rồi, điều đầu tiên khuyên người dân mình cố gắng tìm hiểu về cái luật đi. Thời gian bây giờ có rồi, không phải như ngày xưa mình lo làm kinh tế đâu. Bây giờ có cái smartphone rồi, rảnh rảnh ngồi ra search luật giao thông, mình coi như thế nào đi, đúng không? Để mình hiểu, rồi rảnh rảnh nữa mình coi những cái luật khác thì lúc đó đi. Còn bây giờ những cái anh chị kia không chịu làm vậy, điều đầu tiên là cuốn hiến pháp ra, dạy người dân bây giờ phải cầm cuốn hiến pháp nói chuyện. Anh luật anh còn chưa nắm được mà Hiến anh đòi nói tới cái cuốn hiến pháp. Anh nói thật, anh nghe cái là anh muốn nổi nổi máu lên rồi, ừ. Luật ông đã biết đúng đâu, không? cái bản thân Cái luật của ông giống như em nói nha, cái vấn đề về va chạm giao thông, cái bản thân va chạm giao thông là một vấn đề không ai muốn, nhưng mà ừ. khi mà mình đã nói là mình phải nói cho chuẩn. Ví dụ như đối giống như có một số hiện tại vậy, chắc một số người mà người ta khoảng tầm ba mấy 40 hiện giờ á, người ta vẫn còn có những cái khái niệm giống như là về va chạm giao thông giữa xe lớn và xe nhỏ, đúng không? Và thứ hai là khi va chạm giao thông người ta lại không phân biệt được rằng á, khi công an tới xử đến là nửa xe, giống như là anh va chạm với ô tô, kệ ô tô với va chạm với ô tô đi, thì nửa phần xe sau thì người tông cái nửa phần xe sau là người sai. Khi nào mà cái nó bị tông cái nửa phần xe trước là cái người mà tùy vào cái vấn đề mà anh đang đi hướng nào nữa, dầu gì xảy giữa hai xe đi cùng chiều, đúng không? Thằng sau hút đi hút mà không hút đít mà hút hông thằng xe trước là thằng sau sai. Nhưng mà thằng xe sau á mà vượt lên mà tạt đầu xe trước mà có bằng chứng có camera, thằng xe sau cũng vẫn sai. Nhưng mà giống như thằng xe sau mà nó vượt lên bên này, thằng xe bên cạnh nó, thằng xe trước nó lại tạt bên phải va chạm được thằng xe trước trước sai. Còn nhiều vấn đề lắm chứ không phải là vì vậy mà người ta mới nói cần phải đo đạc hiện trường, các ông cứ chạy lên các ông va vào thì tất nhiên khi cãi nhau thằng nào cũng muốn phần đúng cả, không có thằng nào muốn phần thua cả.
đây anh sẽ kể cho Đạt nghe một sự việc này. Bản thân anh đi về quê cùng em anh lái con Ford Ranger bán tải, chở lên trên xe anh, thằng em anh, thằng cháu anh và má của anh, đã chạy trên đường cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó khoảng 5 giờ chiều. Thì đường nó tương đối gọi là nó không có trơn, không có mưa, nhưng cơ bản đường nó đông. Thì lúc anh thằng lúc đó thì thằng em anh nó lái, thì nó lái nó không có giữ khoảng cách an toàn. Anh mới nói mày chạy xe mày chạy gần quá vậy mày. Thì anh mới vừa nói thôi, thì anh nói vô độ khoảng chừng 10 phút sau là anh thấy là nó thắng một cái, thì thằng em nó anh nó cũng vừa thắng, có nghĩa là vừa thắng là nó cũng vừa chạm cái đít xe trước thôi. Cái con trước là cái con Fortuner 2015. Ở phía sau nó làm rầm 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 rầm, anh nghe 4 tiếng là nó dồn một phát là cái xe của anh á, cái con Ford Transit nó ủi xuống cái, nó hỏng cái đít xe chạy trước này. Giờ của anh luôn. Rồi là cái xe, đầu xe của anh á đẩy vô cái con Fortuner, con Fortuner đó nó mới đẩy lên trên trước con Camry 2.5. Con Camry nó đẩy lên trên trước con Ford Focus. Rồi cuối cùng cái con Ford Focus nó nói thôi bây giờ nó bể đèn hết luôn. Bể đèn, cái con Fortuner là nặng nhất, là vừa bể đèn đuôi, vừa bể đèn trước. Còn cái xe của thằng em anh thì bán tải rồi, nó chỉ bể đèn đuôi và bể đèn đầu thôi, còn đít thì không gì. Đó. Rồi xong xuôi bắt đầu xuống gọi giao thông. Thì cái thằng Focus nó nói là thôi em chở đi vào sân bay, nên thôi em chấp nhận thương đau, em bỏ em đi. Rồi nó bỏ nó đi. Thì còn lại con Fortuner, còn lại xe của anh, và còn lại một con Ford Transit ở phía sau, còn thêm một con xe tải ở phía sau này. Thì bắt đầu anh xuống thì bắt đầu thằng tài xế xe tải ở thằng tài xế xe khách nó nói là anh nhìn em thắng, nhưng mà tại do giữa cái nhịp nối giữa hai cái lằn đầu là nó còn sắt, nó nói đó là em thắng ngay đó, nhưng mà xui ngay chỗ đó nó trượt nên nó mới chúi vô xe. Nhưng mà anh nhìn trên tốc độ nó không bao giờ có, nếu anh giữ khoảng cách an toàn không bao giờ có chuyện này xảy ra. Mà anh nhìn đi, khoảng cách an toàn trên đường cao tốc là 100 mét, còn bây giờ anh tính đi, anh đo cái vết anh thắng trượt, gần như nó không có vết thắng luôn chứ. Nó không có vết thắng luôn. Công an mới tới nó hỏi bây giờ các anh tính sao, thương lượng đúng không? Bây giờ thương lượng cuối cùng á là gà ai nấy ôm. Cái ông xe Fortuner ông không chịu, ông nói là bây giờ cái quy luật xe sau đụng xe trước là xe sau chịu trách nhiệm, là cứ liên đới nó dài cho tới cái con xe tải, mà con xe tải thì nó không có bị gì hết, nó chỉ ủi nhẹ vô cái đít của con xe.